Hôm nay chúng ta học lời Chúa trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 12. À đây là à, phần kinh thánh ghi lại à, về cái sự bắt bớ đã diễn ra sau khi mà Pierre đã à, đỡ người từ què đứng dậy và bước vào trong đền thờ gây cho bao nhiêu người về một phương diện thì rất là sáng danh chúa nhiều người ngợi khen chúa nhưng một phương diện về những người bây giờ thái giáo và chính quyền thời bây giờ thì họ lại coi đây là một cái hiện tượng không có tốt và đặc biệt là khi mà ông Phêrô lại tiếp tục giảng dạy một cách rất là mạnh mẽ về Chúa Giêsu vừa lên án vừa cảnh cáo rồi vừa kêu gọi ăn năn công bố rằng Chúa Giêsu Christ đã sống lại cho nên đứng trước điều đó thì phản ứng của các thầy tế lễ cả những người Phà-ri-si, những người Sadducee là tìm cách để mà ngăn chặn lại một cái làn sóng đương gọi là lan rộng về đạo của Chúa trong thời bây giờ và cụ thể là họ đã bắt Führer và Giang hai môn đệ của ngài và thưa quý vị trong phần học kinh thánh hôm nay thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm công việc của Chúa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp những cái khó khăn và trở ngại ông Führer nói rằng tại sao chúng tôi lại cứu giúp một người đem ơn phước cho một người lại bị hạch hỏi đó là câu mà phier đã uh, bày tỏ tại đây và ông nói rằng nếu mà quý vị hỏi như vậy đó thì người hay là đắng hay là cái nguyên nhân mà khiến cho cái người què này có thể đứng dậy đó là chúa giêsu nhân danh Chúa jesus christ ở nazareth và sau đó thì tiếp tục Führer công bố sự cứu rỗi duy nhất ở trong Chúa Giêsu như trong câu thứ 12 chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu và đó cũng là một cái sự công bố mà làm cho những lãnh đạo do thái giáo thời bây giờ và chính quyền của do thái bây giờ rất là bực tức cho nên quý vị thấy rằng Họ tìm đủ một cách để mà ngăn chặn đạo của Chúa. Nhưng mà buổi giảng hôm đó, thay vì làm cho nhiều người khiếp sợ, thay vì những người theo Chúa họ sẽ bỏ đi, lui lui đi trên đức tin, không tiếp tục trên con đường theo Chúa, thì Kinh Thánh ghi lại rằng có 5.000 người đã tin nhận Chúa cảm ơn chúa về điều đó và khi đọc phần kinh thánh này chúng ta thấy đó một cái không khí rất là uh, sôi sục mạnh mẽ hăng hái quyết liệt và không có dừng lại vì bất cứ một cái trở ngại nào thậm chí là cái cảnh bắt bớ đang diễn ra cũng không làm uy hiếp được cái tinh thần của những con cái của chúa uh, cho nên ở tại đây chúng ta thấy rằng là uh, chúa luôn ở cùng đời sống của tôi và quý vị trong cái công tác phục vụ ngài Dầu khi chúng ta làm công việc của Chúa thì hãy nhớ rằng tất cả những người sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ gặp sự khó khăn, sự bắt bớ. Tuy nhiên, trong sự bắt bớ đó, Chúa luôn ở cùng chúng ta. Và nhân sự bắt bớ, nhân sự khó khăn chúng ta sẽ được phần thưởng. Và phần thưởng bộ phần. Cho nên chúng ta đừng lo lắng về điều này. Và tạ ơn Chúa. ở tại đây chúng ta thấy được cái một cái bài giảng của Führer rất là đầy ơn không phải ông chỉ nói về những lý luận hay là trình bày hoặc là trưng dẫn hoặc là um, ông đưa ra những cái uh, kiến thức về uh, đức chúa trời những kiến thức về thần học không? Vì uh, công bố có lẽ thật và trong cái sự công bố đấy quý vị thấy có năng quyền à, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì dưới bầu trời này không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu tạ ơn Chúa về cái tinh thần rất là mạnh mẽ và ơn của Chúa đã thể hiện qua Führer Như vậy thì tại đây thưa quý vị, à, chúng ta nhận biết rằng khi chúng ta làm những việc tốt, khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, không phải là chúng ta sẽ hoàn toàn được sự ủng hộ. Hãy nhớ điều đó. À có thể chúng ta sẽ gặp cái sự phản đối và thậm chí có thể gặp bắt bớ nữa. Bởi vì chúng ta đương làm một công việc mà động tới cái thế giới của ma quỷ chúng ta đương kéo nhiều người từ ở trong thế giới của ma quỷ vào trong nước của đức chúa trời và đây là một cái công việc vô cùng khó khăn một công việc mà có thể nói là bình thường chúng ta không làm được giống như bây giờ quý vị thật sự mà nói mình đến với ai mình chia sẻ mình đọc kinh thánh hay là mình nói cái gì mình làm đúng một cách cũng không thể thay đổi họ được phải nói là như thế khi mà ma quỷ làm họ cứng lòng khi mà thật sự mà à, họ bước đi theo cái sự kiêu căng và bướng bỉnh của họ thì rất là khó tuy nhiên ở đây kinh thánh để ý quý vị để ý là đức thế linh à, đức thế linh bây giờ phía đầy dạy đức thế linh à, và vấn đề quan trọng nhất ở tại đây trong vấn đề làm chứng cả cái về phương pháp cả về nhận thức thì thứ nhất là chúng ta phải biết rằng chỉ có sự cứu rỗi ở trong chúa Đồng ý rằng rất nhiều các tôn giáo cũng đều có những điểm mà chúng ta thấy rằng cũng tốt. Tức là khuyến thiện, à, dạy làm lành, lánh giữ, răng đời, đưa ra rất nhiều những cái bài giảng, những cái lý thuyết mà có thể nói rằng là khuyên người ta nên gieo ra những nhân lành để rồi có thể có những cái quả tốt. Và chúng ta phải công nhận rằng những điều mà người ta truyền giảng đó, người ta... À, đưa ra những cái lý thuyết đó cũng có những cái điểm hay chứ không phải là không. Tuy nhiên, nó chỉ là những cái lời khuyên tốt mà thôi. Và thật ra đó, thì những lời khuyên đó cũng đều có hết ở trong kinh thánh. Nếu quý vị nghe những cái lời khuyên tốt ở trong các tôn giáo đó, thì thưa với quý vị những cái điều tốt lành đó vẫn có ở trong kinh thánh tất cả đều có hết về luật nhân quả về những cái lời khuyên thiện về ở hiền gặp lành để phải sống một cái đời sống gọi là yêu thương ha hay là từ bỏ bản ngã rồi thì tất cả những điều đó là có trong kinh thánh hết khi mà quý vị nghiên cứu và nghe các tôn giáo người ta có những cái bài thuyết giảng mà chúng ta cho là hay đó thì những cái điều đó nó có hết về cái cả về diệt dục rồi gì có hết ở trong kinh thánh nhưng có một điều mà các tôn giáo khác không có đó đó là sự cứu rỗi à tức là à giống như uh, câu mà đức phật nói đó là ngón tay ta chỉ mặt trăng nhưng mà ngón tay ta không phải là mặt trăng à, ta chỉ là một cái bản chỉ đường mà thôi thấy chưa và tất cả các tôn giáo là một lời khuyên là bản chỉ đường à, chứ không phải là người bạn đồng hành giáo chủ của họ đã chết rồi không sống À, để trở thành bạn đồng hành với tất cả những con người nào muốn được cứu duy chỉ nhất chỉ có Chúa Giêsu Christ là nói rằng ta là đáng sống ta là đường đi ta là chân lý và ta là sự sống đó là một cái khó nhất ta đường đi ta là chân lý thì dễ nói lắm nhưng mà ta là sự sống à, để minh chứng rằng là Chúa sống để mà giúp cho chúng ta đi trên con đường chân lý đó Chứ không phải là Ngài vạch ra con đường chân lý Không phải là Ngài là ngón tay chỉ chúng ta đi Nhưng mà chính Ngài sống Để Ngài đi với chúng ta Ngài bảo đảm với chúng ta rằng nếu chúng ta tin Ngài Thì Ngài sẽ đồng hành với chúng ta Ở trong Hiệp-pa-rơ mười 12 nói đó Chúa Giêsu Christ hãy nhìn xem Chúa Giêsu Christ Bởi vì Ngài là cội rễ Và là cuối cùng của đức tình Có nghĩa là Ngài là khởi đầu Của cái hành trình tâm linh của chúng ta Và kết thúc của hành trình chúng ta Là suốt cả cái đoạn đường mà chúng ta đi đó thì Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Và Chúa đồng hành thì Ngài sẽ trợ giúp những lúc chúng ta yếu đuối. Và thưa quý vị rằng nếu mà nói nếu mà nói rằng con người chúng ta được cứu nhờ làm lành lắm dữ thì tôi bảo đảm rằng không có một con người nào được cứu bởi vì chúng ta không có làm lành được. Đó là điều mà ai cũng đều công nhận hết. Là chúng ta không làm lành được con người đó thưa quý vị mới vừa sinh ra giàu cho họ ở trên núi ở cách biệt hết tất cả mọi người đi nữa họ cũng không bao giờ làm cái điều lành hết cái tư tưởng cũng vẫn là tư tưởng ác à, và con người của chúng ta đó gieo ra những cái nhân ác nhiều hơn là cái nhân lành quý vị nhớ à, và Paulo nói rằng là cái điều ác nó ở bên trong con người chúng ta cái điều ác nó sống ở bên trong và nó có một cái sức mạnh mà đến nỗi nó có giống như một cái luật á không thể thắt nó được con người không thể tự mình thắng được. Con người không thể tự diệt cái dục đó được. Bởi vì cái dục, cái dục đó, cái ngã đó, những cái xấu đó, nó có bên trong chúng ta và nó có một cái sức mạnh vô song phải nói là như thế. Đến nỗi Paulo nói rằng khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi. Không có ai cứu được hết. Điều lành mà tôi muốn thì tôi không, tôi muốn gieo cái nhân lành nhưng mà gieo không được. Gieo ít quá. Còn cái dân dữ tôi không muốn gieo mà nó cứ cứ gọi là nó, nó bắt tôi phải cứ gieo hoài Đấy Và con người của chúng ta nếu chúng ta tổng kết lại cuộc đời của mình Thì cái chuyện ác nó nhiều hơn chuyện thiện Ai trong chúng ta cũng vậy hết Chứ không phải nói là ngoại trừ ai Bất cứ một con người nào Cũng đều gieo ra cái điều ác nhiều hơn Là điều thiện Ngay cả những người gọi là sống tách biệt Khỏi cái cuộc sống trần gian Khỏi sự va chạm Và thậm chí có những người cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ giống như gọi là đứt bức đất hết tất cả cái mối quan hệ để rồi mình không có còn gọi là vướng vào cái khổ nữa nhưng mà thật sự ra là không bao giờ không bao giờ hết và tất cả cái điều ác nó cứ vây lấy chúng ta mà như phô lô nó đó không ai có thể cứu tôi thoát khỏi cái thân thể hay chết này à tất cả những gì về con người của chúng ta đó, nó ở bên trong mình á mình không thể nào mà gọt rửa gọi là tẩy xóa nó bên ngoài được mà nó tiêm nhiễm từ nơi bản chất của chúng ta. Và vì vậy cho nên, thưa quý vị, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một người nào công bình, giấu một người cũng không. Không có ai công bình hết. À, và vì vậy cho nên, từ chỗ đó chúng ta thấy rằng các tôn giáo đưa ra những cái lời khuyên rằng là mình phải làm lành, mình phải gieo những cái nhân lành thì cái lời khuyên đó nó tốt lắm. Nhưng mà không làm được. Nếu không có ai trợ giúp. Đấy và đạo của chúa là đạo mà cứu rỗi có nghĩa là chúng ta đương bị cháy nhà có người đến mới gọi là cứu chứ còn mình đi ra khỏi đó thì đâu có gì đó là cứu tình trạng của nhân loại chúng ta không phải là đương gọi là ở trong nhà là mình bước đi ra ngoài không phải nó dễ dàng như vậy từ trừ đi đất này mình bước lên thiên đàng bằng cái cách là mình đi giống như bình thường mở cửa ra là mình đi và thậm chí có xe để đi không có con người chúng ta không ở trong tình trạng đó mà chúng ta đương ở trong tình trạng giống như là đám tàu vậy đó chìm ngập chung quanh chúng ta là bão tố và nước và sức người chúng ta có hạn chúng ta biển tội mênh mông chúng ta không có bơi được chúng ta giống như là một người đương ở trong một cái hỏa đám hỏa hoạn vậy đó lửa bao phủ trùm chúng ta mà chúng ta không tự mình ra khỏi được thì nó mới gọi là cứu Đấy, nó cần cái sự giải cứu là như thế và vì vậy cho nên quý vị thấy rằng nếu mà nó rằng chúng ta chỉ theo cái luật nhân quả mà thôi thì có nghĩa là chúng ta phải chết thôi là bởi vì chúng ta gieo ra điều ác và chúng ta không có đủ sức để cưỡng lại cái điều ác. Chúng ta không thể vượt qua khỏi tất cả cái biển tội này thì chúng ta phải chết thôi. Đó là nguyên tắc là như thế. Vậy như vậy thì không có một con người nào được cứu cả. À. Cho nên vì lý do đó quý vị thấy đó, ngay cả Đức Phật cũng nói rằng là nếu mà các cái dưới sông hằng này đó, các cái dưới sông hằng này đó đó là những cái kiếp, những cái kiếp mà chúng ta phải trải qua, nó nhiều như vậy đó. Mà nếu các như như các cái sông hằng thì không biết biết bao nhiêu kiếp không phải là mấy ngàn kiếp mấy vạn kiếp mà vô số kiếp và như vậy thì tức là cái sự giải thoát đó là mênh mông vô định và rõ ràng là nó quá sức của con người chúng ta cho nên thưa quý vị chúng ta cần phải biết rằng là giới hạn của chúng ta đó là chúng ta không thể nào tự mình để mà gieo ra những cái nhân lành để rồi chúng ta có cái kết quả là tốt lành mà chúng ta cần có sự trợ giúp và sự trợ giúp đó chính là sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Con người với nhau không thể, có ai có thể cứu chúng ta. Ở trong câu 12 nó nói là dưới trời này đó không có một con người nào. Kinh Thánh công bố là không có một con người nào hết. Có thể cứu chúng ta hết. Không có một con người nào là thách thiện. Ai cũng có tội hết. Và cũng không có một con người nào có thể cứu chúng ta. À, đó là một chân lý và thưa với quý vị chúng ta cần phải nắm vững cái chân lý này và trong khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ chia sẻ cách nào thì đó là hồi nãy giờ chúng ta cũng có trao đổi có người thì nói mình đọc kinh thánh có người thì nói vì không có cần mình chỉ nói những cái điều gì kinh nghiệm của mình thì tôi thưa với quý vị rằng hãy để cho đức thánh linh ngài dẫn dắt mình bởi vì nếu không có đức thánh linh ở với mình kinh thánh nói rằng nhưng khi đức thánh linh giáng đi các ngươi thì các ngươi sẽ trở thành chức nhân À, để làm chứng về ta tại Jerusalem, si Samari cho đến mức cục trên đất như trong quân vụ các sứ đồ đồng một của tá. Như vậy thì ở đây phier đầy đất Thánh Linh và những cái lời đầy đất Thánh Linh đó khi ông công bố ra thì rất nhiều người sẽ cảm nhận được. Và Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta có thể chúng ta sẽ đọc kinh thánh chăng? Có một số trường hợp thì chúng ta đọc, họ nghe còn có số trường hợp chúng ta đọc họ không có nghe. Như vậy thì Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta để những cái đối tượng nào Chứ không có phải là chúng ta Cứ làm theo cái cách của mình Thưa quý vị Mặc dầu là có những cái phương pháp Gọi là phương pháp chứng đạo Nhưng mà theo tôi Cái phương pháp chứng đạo tốt nhất đó là Chứng đạo theo sự dẫn dắt của Chúa à, Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình Đặt lời của Chúa trong mình Để mình biết phải làm gì Mình biết phải nói những lời nào Và thậm chí có những lúc Nhiều khi cô không cần phải nói Mà quý vị phải làm Đấy, Tức là tùy nơi cái sự dẫn dắt của Chúa chứ không có nghĩa chúng ta máy móc bằng cái cách là lúc nào chúng ta cũng cái nói một cái bài đó lúc nào chúng ta cũng trưng dẫn những cái câu đó không phải à, mà chúng ta phải cầu nguyện để xin thánh linh của ngài dẫn dắt chúng ta hầu cho chúng ta sẽ công bố có những trường hợp quý vị đọc lời của đức chúa trời và như lời chia sẻ của quý anh chị em lời của đức chúa trời có một sức mạnh và ảnh hưởng đấy và khi Chúa thánh linh ở với mình thì những gì mà mình đọc đó nó sẽ thuyết phục người ta à. khi Chúa thánh linh ở với mình thì những cái điều mà mình kể mình nói về cuộc đời của mình khi Chúa thánh linh dẫn dắt mình thì thưa quý vị tất cả những điều mà chúng ta kết bạn với những người trên trần gian này và chúng ta đem tình yêu thương chúng ta bày tỏ bằng cách này cách khác thì tất cả những điều đó nó trở thành như là những lời chứng như là những cái sự nhắc nhở như là một cái sức mạnh để mà kéo người khác đến với Chúa. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy cậy nhờ Đức Thánh Linh ở trong cái công tác phục vụ Chúa. Ngay cả chúng tôi ở đây rao giảng hay làm việc gì cũng vậy. Không phải chúng tôi phải ngồi soạn bài rồi chúng tôi uh, nghiên cứu chúng tôi làm theo cái cách của con người không phải. Đồng ý rằng là tất cả chúng tôi chúng tôi phải chuẩn bị nhưng mà sự chuẩn bị đó chúng tôi phải để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, phải cầu nguyện để xin Thánh Linh so sáng cho mình và ngay cả khi mình trình bày lẽ thật, à, nếu mà chúng ta chỉ sách vở mà thôi thì thưa quý vị nó sẽ không có cái sức mạnh, nó không có quyền năng của Chúa. À, có rất nhiều cái bài giảng ở trong kinh thánh quý vị thấy nó đơn giản lắm, nó không có gì cả. Ông Führer giảng một bài cũng đơn giản lắm, nhưng mà tại sao người ta tin Chúa nhiều? Bởi vì Đức Thánh Linh làm việc chứ không phải là những lý luận của Führer. Cho nên Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta được ơn của Ngài và trước nhất chúng ta cần phải xác quyết rằng Chúa của chúng ta là đấng duy nhất có thể đem sự cứu rỗi cho chúng ta và vì vậy cho nên chúng ta cũng nên khuyên những cái người của các tôn giáo là họ rất tốt họ đã đi có thể nói là cũng được nửa đường rồi đấy à có nghĩa là họ muốn làm lành họ muốn đánh giữ họ muốn sống một cái đời sống yêu thương có một số người gọi là yêu người à thì Chúa cũng dạy là luật của Chúa là phải yêu người và có một cái điều thứ hai mà họ không làm được đó, đó là phải kính Chúa Đấy nếu họ loại bỏ thiên chúa ra khỏi đời sống của mình mà không tôn kính không thờ phượng ngài tức là họ đã phạm tội à, có thể với con người thì họ sống một cuộc sống yêu thương có rất nhiều người họ sống cuộc sống từ bi hỷ xã giúp đỡ quan tâm cứu giúp nhiều người thì đó là cái điều rất là tốt thưa quý vị à, nhưng mà có thể được cứu hay không à, thì thưa quý vị nếu chúng ta loại bỏ thiên chúa ra khỏi đời sống chúng ta chúng ta quay lưng với ngài thì chúng ta sẽ không được cứu và chúng ta chỉ có được một một phía một mặt giống như à, lời của chúa đó, đó như là à, Ephraim như là bánh chưa quay đó. tức là họ họ được một phía có nghĩa là yêu thương cứu giúp từ bi hỷ xã nhưng còn một phía nữa là họ loại bỏ thiên chúa là đấng dựng nên họ họ loại bỏ đắng nắm quyền cao cả thì đó là một cái tội rất là nặng cho nên xin chúa mở mắt cho họ và xin chúa cho để một ngày nào đó họ mới nhận ra không đơn giản để người ta nhận ngay cả quý vị thấy những người theo chúa đó à, người ta cũng thường là đứng về phía tôn giáo của mình và bắt bớ các cái tôn giáo khác đó cũng là một sai lầm à, họ không có theo chúa ngay cả những thầy cả thượng phẩm những thầy tế lễ những thầy lê vi những thầy thông giáo đều là những người mà họ cũng biết về chúa và họ cũng thờ chúa nhưng mà thật sự ra đó họ không phải là văn phục ngài họ không phải là mục đích của họ là tôn vinh chúa nhưng mà họ chỉ sống ở trong một cái giới hạn là bị cái sự điều khiển bởi gia hội của mình mà không phải chịu cái sự dẫn dắt hay là chịu cái sự hướng dẫn đặc biệt của thiên chúa cho nên xin chúa ban ơn cho chúng ta và cho chúng ta để chúng ta hết lòng theo ngài và trung tín đi trong con đường của ngài và xin chúa cho để rồi chúng ta thật sự rao giảng về Chúa, thật sự bày tỏ về Ngài chứ không phải là chúng ta chỉ làm việc là theo cái các chủ thuyết, các cái hệ thống thần học ha, hay là theo cái tổ chức của con người, nhưng chúng ta hãy làm tất cả mọi sự để đem người ta đến sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa ban phước và xin Chúa